Rồi, như thế như yêu cầu của mấy anh em ha, thì hôm nay mình làm cái clip đi nhận xe ở tỉnh gửi lên. Hôm nay giọng hơi khàn nên mình lồng tiếng các bạn nha. Thì đang bước vào trành để nhận xe đó các bạn. Thì trành ở ở các tỉnh gửi lên thành phố thì qua những cái trành xe vận chuyển như thế này, người ta sẽ bao bọc lại về Cho chúng mình ta. cái xe gì cái chân xe. Alo, dạ, xe Phú Quốc phải không chị à? Số mấy, số mấy Hồng Dương chị? Rồi rồi, ok, để em chạy đi. Dạ. Rồi, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ nghe điện thoại xong thì mình sẽ trình báo nhận xe thì mình đi nhận xe. Thì mình ở quận 6 nên khúc này là cầu Hậu Giang nè các bạn. Cầu Hậu Giang, mình đi qua cầu Hậu Giang rồi mình rẽ qua ngã tư Bình Phụng. Đó, bây giờ mình chuẩn bị mình rẽ qua tới Bình Phụng. Đó, mới thấy mình ra ngoài Hồng Bàng, mình ra quận quận 5. Đang đi xe sang các bạn, có một số bạn bảo là sao dọn quay rim mà đi Suki. Mình nói bạn là xe Suki để cày bữa các bạn, còn quay và rim thì mình để ở nhà cấp main. Đó, giờ thì tới quận 5. Đó, các bạn mới vừa thấy là mới vừa đi ngang qua là chợ An Đông các bạn. Có nghĩa là mình vô tới quận 5 rồi. Đó, thì trành ở nằm số 94 Hùng Vương. Trành này là chuyên về Phú Quốc với lại đi Sài Gòn nha các bạn. Đó, thì bây giờ tới rồi mình sẽ bước vào trong. Thì cái quy trình nhận như sau thì các bạn gửi lên thì các bạn có số điện thoại của mình vào mình đọc số điện thoại và mình trình căn cước thì họ sẽ đưa cho mình một cái phong bì, trong đó sẽ có chìa khóa và cái bạc xe. Ở trành này thì mình thấy một cái điểm cộng là bọc rất là kỹ càng cho các bạn ha. Vận chuyển từ Phú Quốc lên. Ho nha các bạn, thông cảm nha. Trành bọc kỹ nhưng mà có một số cái nhược điểm là bọc bằng keo các bạn. Bọc bằng keo, keo thì nó dính vào xe rất là dơ ha. Nên xe này mình sẽ về mình sẽ vệ sinh cho anh chủ luôn. Và trước khi mà khởi động máy để mà chạy thì mình kiểm tra lại bên bô thì có rất là nhiều keo. Nên mình kêu em nó lau cho sạch sẽ đi để những cái vết mà keo này mà bô nóng lên nó sẽ rất là khó tẩy rửa. Đó, mình lấy xăng mình chùi đi cho nó sạch sẽ ha. Rồi cho nó kỹ càng. Rồi mình đi khi nhận xe thì mình sẽ chạy về luôn cho các bạn. Chạy về để mình đánh giá sơ cái xe cho các bạn ha. Địa chỉ của mình đó là 240 Nguyễn Nhật Lương. Các bạn vừa vào hẻm khu phố 3 đó, các bạn quẹo trái vô là tới nè. Đó, quẹo trái vô một khúc nhỏ thôi là tới rồi. Mình về tới tiệm thì cái quy trình là mình sẽ điện thoại cho chủ xe để báo cáo cái tình trạng xe và hỏi ý chủ xe làm gì, tại xe này mới quá. Thì sau khi mà trao đổi với chủ xe xong á thì chủ xe cũng không có làm gì nhiều, nói chung là phần máy đi không đạt, mình chạy về mình cũng cảm nhận rồi và chỉnh sửa một số cái chỗ như là đó. Như các bạn thấy là cùm công tắc lô rất là hở ha, rất là hở, nhìn rất là khó chịu và nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Cả hai bên luôn, bên trái bên phải đều là lô hết. Thì cái này mình sẽ fix lại cho ảnh luôn, sẵn làm máy. Nói chung là đa phần là ảnh chính là chỉnh ảnh ảnh chỉ làm máy thôi. Và cái yên yên mở cũng không lên được, nó cứng lắm, rất là cứng. Và một số cái chi tiết khác lặt vặt như là ở trong cốp đồ nghề rồi mấy cái ron ốc ác đồ cho nó chuẩn lại, cho nó nét, nó đẹp lại các bạn. Thì mình nhìn mình thấy xe mới dọn rồi đó. Thì nói chung là cái quy trình này, nhận xe thì như thế. Xe này thì xe dạng như dọn ở dưới Phú Quốc rồi, bây giờ lên mình làm lại cái máy. Thì cái máy chút xíu mình sẽ cho anh em nghe cái tiếng máy ha, tiếng máy ở cuối clip. Rồi xong, cơ bản chỉ thế thôi. Nếu mà trong trường hợp mà có khả năng thì anh này chắc sẽ thay cái bô luôn, tại cái bô này nó rất là ém. Nó như cầm thì bên mình ráp nó sẽ như thế này. Ở cái xe này là xe của mình ráp các bạn ha. Bạn thấy nó rất là liền lạc và nó rất là khít, nó tạo nên một cái nó rất là đẹp và chỉnh chu ha. Thì cái nói chung này cái này nó cũng do người thợ ráp thôi các bạn, và một do cái cầm lô một phần và người thợ ráp nó chiếm tới 7-8 phần lận đó. Rồi, rồi thì anh em cũng nghe tiếng máy rồi thì
anh em nào biết sau khi làm xong nó sẽ như thế nào thì anh em cứ follow mình. Từ đây về sau mình sẽ làm những video theo dạng như thế này để các anh em biết được cách nhận xe và giao xe nhé các bạn. Ok, chào các bạn.